Hình đây, video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn những cách tô mò, chọn loại mò sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Xin chào các bạn nha, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô mò nha các bạn. Ghê thật mẹ nó con nhè. Ra mới đi. Sập xịn cái này thì bố em chơi. Cái đúng mấy được. Thật đau tiếng nhảy. Anh khinh, khinh thật của em. Coi thường. Thêm nói vừa. Rồi, qua dê. Không sao các bạn ơi. Chân mình nó lỡ chân rồi. Qua dê. Ui giời, bị xe ghé ăn à. Đi đi, gỡ cái xe này. Đúng rồi, đi từ từ thôi. Nghe nhạc không? Có nghe, nghe nhục nhạc rồi. Thì nói nhiều lên, nói nhiều lên thì áp nhạc đi. À đấy, lên nhiều thôi. Nói nhiều lên áp thì áp nhạc đi. Ui giời ơi, nói gì nghe đừng nghe. Ui chứ nói gì thì mày nói đi. Chẳng em đi quay nhá.
Như vậy video mình kết thúc đây nha bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ là làm là video hướng dẫn các bạn tô mờ những bức tranh mà các bạn yêu thích. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa hãy cho mình xin một lần like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Đừng thôi, đủ rồi. Mùa đông xa có mời em dù đang đây con bố to. Bây giờ mình test tô màu xong các bạn ạ. Chỉ biết bao nhiêu. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi câu hỏi nha các bạn nhé.
Và là người nhắc tôi một sau, nếu các bạn hay cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn.